Xin chào, đó mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn gì chưa? Đấy, đố các bạn biết đây là con gì. Đấy, chắc chia nhiều bạn sẽ không biết đây là con gì đúng không? Mình xin nhắc tất cả các bạn, đây chính là con ốc vòi vòi các bạn nha. Đó, đấy các bạn nhìn chưa? Con này của mình hơn 3 cân đấy các bạn ạ. Đấy, trong clip này các bạn nhìn nó sẽ bé, nhưng mà bên ngoài thì đấy, nó là hơn 3 cân các bạn nhá. Đấy, to lắm các bạn ạ. Nó đang rớt nước các bạn ạ. Đấy, nhìn con này nó buồn cười các bạn nhỉ. Đấy, các bạn đố các bạn hình dung ra đây là cái gì. Đấy, đấy các bạn cấm được nghĩ vậy nha. Rồi thì các bạn ạ, hôm nay các bạn ạ, mình mua con ốc vòi vòi này hơn 5 triệu các bạn ạ. Đấy thì hôm nay mình sẽ mua cái món này về cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Đấy, mẹ mình sẽ rất chi là ngạc nhiên. Mẹ mình bảo là đây là con yêu quái hay con gì các bạn ạ. Mẹ mình chưa bao giờ nhìn thấy con này bao giờ luôn các bạn ạ. Đấy thì cũng lâu rồi mình không mua cái con gì độc và lạ cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Thì hôm nay các bạn ạ, mình thấy con ốc vải voi này buồn cười quá nên mình mua về cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ. Đấy, cứ món gì ngon hay là độc và lạ thì mình sẽ cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Đấy các bạn ạ. Đó, thì đây là con ốc vải voi các bạn ạ. Đấy, con ốc vải voi này nó to lên là giá nó đắt các bạn nhá. Đấy, chứ không phải là nó một cân đổ xuống thì giá nó rẻ các bạn ạ. Đấy, ui ôi các bạn này, cái đầu này nó hơi bẩn bẩn các bạn nhỉ. Đấy, nó thâm thâm, nó nhăn nhăn các bạn ạ. Đó. Rồi, ok. Thì các bạn thấy video này của Hưng hay thì like và chia sẻ video giúp mình các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ mang ra để cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ. Đấy, mẹ mình chắc lần đầu nhìn thấy con này thôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó, trông nó buồn cười lắm các bạn ạ. Đấy, cái chỗ này này, to lắm các bạn ạ. Còn cái chỗ vòi này nó sần sần, nó cầm nó dai dai các bạn ạ. Đấy, nó cứ ra, rõ ràng mình lau khô rồi nhưng mà nó cứ nó chảy nước ướt các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ không lưu thuyên nữa, mình sẽ mang ra cho mẹ mình mình sẽ chơi mẹ mình cái con này các bạn nhé. Xem mẹ mình đã thấy con này bao giờ chưa các bạn nhé. Đó. Rồi, let's go. Mẹ mình đâu ấy nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ đang đâu đấy? Ôi, mẹ mình đang ở vườn các bạn. Ui, mẹ làm gì đấy? Mẹ ơi, con gì đấy mà nó buồn cười đấy? Đố lại biết con gì đấy? Tôi bỏ anh như con trai mà nó buồn cười đấy. Mẹ, à con, đây là con trai mẹ. Con trai mà luôn là con cái. Ui, đầu quá. Con không biết mẹ ạ. Thế buồn cười nhỉ. Con trêu mẹ cái dây gì buộc đấy. Đây là cái dây chun thôi, đây bỏ ra là vẫn thế mẹ. Bỏ ra là vẫn thế. Con buộc cái chun để cho nó giữ nó để nó chạy mất mẹ. Đây là con trai con mò được ở dưới dọc mẹ. Con trai. Không hiểu sao nó lại thò cái này. Con trêu mẹ. Nó lại thò cái đoạn này ra mẹ. Thế là buồn cười nhỉ. Đây. Bình thường là đây này. Con đi mò dưới nước ấy, nó làm như này, thế con nhẫm nó lên thế là vỡ chỗ này mẹ. Đúng giống con trai thật, nhưng mà con đấy, con trai thì vào con trêu mẹ sao? Hay là con trai thần mày nhỉ? Nó buồn cười thế hay con trai thần? Đấy. Buồn cười nhỉ? Đấy. Đẹp. Thế buồn cười sao nó có đoạn thừa nhỉ? Thế mò đâu? Con mò ở dưới dọc mẹ, ở dưới hồ nước ở hồ chính ấy. Hồ chính à? Đấy mẹ. Ừ đúng. Thế buồn cười nhỉ? Đấy mẹ cầm hắn đấy xem nào. Mẹ cầm hắn. Đây quất đấy à? Mẹ nhìn thấy con này bao giờ chưa? Xem có lặng. Mẹ nhìn thấy con này bao giờ chưa? Mẹ chưa. Chưa nhìn con này bao giờ? Con trêu mẹ. Con nói thật, mẹ con lại trêu mẹ. Ấy, con đang bò bò ra này. Đây là lòi. Nó chảy nước nè. Ui. Vô tài. Thần kỳ. Thần kỳ mẹ nhỉ. Thế con cho đi mang về xem nào. Đầu lưỡi đấy. Mẹ hỏi thật chứ đây là con gì? Con nói thật. Con không được trêu mẹ. Con trai. Con trai. Con trai là như này, có cái vòi, nó buồn cười thế. Mẹ ơi. Hả? Thực ra đây là con ốc vòi voi mẹ ạ. Ốc vòi voi. Ăn được không? Này ông ăn được, không ăn được thì con mang về làm gì? Ăn được. Ăn được. Đây mẹ thấy cái đầu này nó giống con cái vòi voi không? Ừ, giống cái vòi voi. Giống hệt nhỉ? Ừ, nhỉ? Giống hệt. Đấy thì mẹ ạ. Ui, thế ăn ngon lắm nhỉ? Con này con mua ở dưới thành phố ấy mẹ ạ. Ừ, bao nhiêu tiền? Bao tiền mẹ hỏi làm gì? Mua bao nhiêu? Nói chung là đắt lắm, nó không đắt. Giống mấy con ốc biêu vàng hay là ốc không. Con trai đâu. Ừ, nó phải đắt rồi, ui. Đấy, đấy. Đấy. Thế con này thì mẹ hỏi được chế biến ăn kiểu gì? Nướng hay là xào? Con này cứ hấp xả ớt chấm mù tạc với lại muối ớt siêu cay là ngon à, thế gì? Ăn ngon lắm mẹ. Về lâu rồi, về làm thôi cho mẹ thế ăn. Thế mẹ đi về nhá, bây giờ con về con chế biến cho mẹ ăn nhá. Ừ. Đấy,
hôm nay con cho mẹ thưởng thức cái món này. Đây là ốc vòi voi. Ốc vòi voi. Ui, thế thôi đi. Thôi đi đi về mẹ ơi. Về chế biến ngon đấy. Các bạn ơi, mình rửa qua nước các bạn nhé, nó sạch các bạn ạ. Sau đó mình chế biến các bạn nhé. Đấy. Trông nó buồn cười lắm các bạn ạ. Phải rửa sạch sẽ các bạn nhé. Rồi. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho vào nước sôi để mình dùng qua các bạn nhá. Mình sẽ bọt vỏ các bạn ạ. Đấy. Các bạn ạ. Đấy. Thì cái con này mình mua ở thành phố Bắc Giang, ở chỗ nhà mình các bạn ạ. Đấy, cửa hàng Thanh Hòa các bạn nhá. Đấy, các bạn muốn ăn ốc vòi voi thì các bạn đến thành phố Bắc Giang ở chỗ cửa hàng Thanh Hòa để mua các bạn ạ. Mình bỏ ra nước sôi là cái này nó nhăn ra các bạn ạ. Đấy, mình sẽ tút được vỏ ra các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, tút được vỏ ra luôn các bạn ạ. Các bạn thấy hay không? Đấy, rất là hay luôn các bạn nhỉ. Rồi, thì các bạn ạ, cái con ốc vòi voi này nó buồn cười lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn cấm được nghĩ bậy nha. Đấy, mình đang lột được cái da của nó ra các bạn ạ. Đấy, nó cứ nhăn nhăn các bạn ạ. Đấy, lột được cái da của nó ra rồi. Ôi, các bạn thấy chưa? Ui, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, được ra cái lớp vỏ này các bạn này. Còn lại bên trong này lớp này sạch lắm các bạn nhá. Mình phải kỳ đầu cái sạch sạch này ra, cái đầu này ra cho nó đỡ bẩn bẩn các bạn nhá. Đấy, tí cho vào nước rửa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mổ nó ra các bạn nhá. Đấy, mình sẽ mổ nó ra. Nó như này các bạn ạ. Mình cũng chưa bao giờ mình chế biến con này các bạn ạ. Đấy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm con này các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đấy các bạn ơi. Các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ rửa sạch nó đi các bạn nhé. Sau đó là mình sẽ cho vào mình hấp các bạn ạ, hấp chín lên. Đấy, mình cũng không thích ăn cái con ốc này nó sống các bạn ạ. Nhiều người ăn cái con ốc này là ăn kiểu dạng sashimi, kiểu chấm mù tạc ấy. Nhưng mà mình phải hấp chín đi, sau mình chấm muối ớt siêu cay các bạn ạ. Mình thích ăn như thế cơ. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa sạch đi các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho vào hấp các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, mình rửa sạch đi các bạn nhé. Sau đó là mình lại dùng chanh mình rửa nữa các bạn ạ. Đấy, phải sạch sẽ các bạn nhé. Đấy, nó quắt đi bé tí các bạn ạ. Bé hơn lúc mình mua các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bổ chanh cho nó vào các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó lồi ra các bạn ạ. Nó quằn mình luôn. Đấy. Phải làm sạch sẽ các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho vào mình hấp chín lên các bạn ạ. Đấy. Các bạn thấy Hưng có giống đầu bếp chuyên nghiệp không? Hôm nay mẹ mình ăn con này, mẹ mình phải sướng một đời luôn các bạn ạ. Đấy. Mẹ mình ra, lúc đầu ra mẹ mình bảo là đây là con trai các bạn ạ. Mẹ mình cũng tin. Thế mới buồn cười. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hấp các bạn nha. Đấy, rửa sạch sẽ rồi các bạn ạ. Vừa ấy chanh xong mình lại đi rửa nước nữa các bạn nhá. Đấy, nó bé lắm các bạn ạ. Đó. Đấy. Ớt các bạn ạ. Ui. Cho nó đỏ lên nó ngon các bạn. Còn đây là sả các bạn nhá. Sả mình đã chuẩn bị các bạn ạ. Đấy. Để dưới lại được. Không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ đậy vung vào, mình bật ga lên và hấp các bạn nhá. Chắc con này chơi 15 phút là chín các bạn ạ. Yeah. Chắc là ngon lắm các bạn nhỉ. Các bạn ơi, chín rồi các bạn nhá. Yeah. Các bạn nhìn chưa? Ui, quất bé tí các bạn ạ. Ôi ôi, quất bé quá các bạn ạ. Chiều dài vẫn thế. Ui ui, bỏng quá, bỏng quá, bỏng quá các bạn ạ. Cái này phải lấy đũa cắp rồi. Đấy các bạn ơi. Quắt bé tí các bạn ạ. Đấy. Con này của mình các bạn nhìn chưa? Đấy, bé tí à. Thì bây giờ các bạn ạ, mình sẽ bỏ ra cái đĩa này để cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá.
đó, ui ôi bé quá các bạn ạ, đó. Rồi đấy, nấu chín đi thì nó sẽ bị quắt bạn nhá, còn ăn sống thì nó sẽ to như lúc ban đầu các bạn ạ. Rồi nhưng mà mình không thích ăn sống nên là mình phải nấu chín các bạn nhá. Đấy, mình cũng hơi sợ bị kiểu như mình không thích ăn đồ sống quá các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá, chắc là dài lắm các bạn ạ. Đấy, let's go. Đó các bạn ơi, đây muốn siêu cạnh của mình đây các bạn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ gọi mẹ mình ra đây các bạn nhá. Mẹ ơi, ra đây thưởng thức mẹ ơi, xong rồi. Nhanh lên. Xong rồi mẹ ạ. Đây mẹ ơi. Ui. Quát mẹ tí nhỉ. Sao nó quát mẹ tí nhỉ. Mẹ ngồi đây mẹ ạ. Ngồi đấy. Nghe con này ăn sống thì nó sẽ to mẹ ạ. Bình quân ăn sống được. Đúng rồi, ăn sống được. Nhưng mà con không thích ăn sống. Thế ra mẹ nghe sống không? Thật đấy. Thế nhưng mà bây giờ con phải cắt ra con ăn trước, chứ hay con lại chôn mẹ. Rồi kiếp để... như này rồi con lại còn chôn mẹ. Mẹ đánh vào tối lại đít kiểu hình khách. Thôi được rồi. Con ăn trước đi. Dạ ăn trước. Con ăn trước. Đấy các bạn ơi, mẹ mình lại bắt mình ăn trước các bạn ạ. Đấy. Bà món ngon thế này. Bà khôn lắm. Món ngon thế này lại không sợ. Đấy. Ok. Hái ra. Thế đây. Ăn cả nó ngon. Đấy. Thế con ăn trước nhá. Con ăn trước. Không thái. Thế con mời mẹ. Ừ con ăn thì con ăn. Được. Mình mời tất cả các bạn thưởng thức nhá. Đấy. Ăn được. Ui, dài kìa. Ngon hơn xuân. Đây. Tin chưa? Ừ. Mẹ thái à? À mẹ thái ăn gì? Thôi rồi. Đấy. To thế. Đi dài ơi. To ăn với đá mẹ. Ờ con ăn đi, con ăn đi. Mẹ ăn đi. Ờ bà mời cái cháu ăn với bà nhá. Ốc gì đây nhỉ? Ốc vòi voi. Ốc vòi voi. Ốc vòi voi. Đây là con trai. Mứa siêu cay. Mứa siêu cay mẹ. À. Dài thế. Không dài. Nhưng mà cắn được các cháu ạ. Đấy. Giòn không sụi. Ngọt. Tuyệt vời. Ngon đúng không? Ngon. Đấy, rất nhiều ngon các bạn ạ. Lần đầu tiên hay mẹ mình thấy nhìn thấy con này con mới mua ở đâu. Đấy. Con lần đầu tiên con được ăn con này, con nhìn thấy con này. Mẹ ăn mạnh lên. Đây này, còn cả cái ngọt lắm các cháu ạ, ngọt lắm. Phần bìu của nó nữa các bạn này, mẹ này. Ngon không? Ngon. Dài nhỉ. Dài. Ngọt. Đấy, mẹ phải ăn hết con này nhá. Mẹ không ăn hết con này mẹ mất còn 5 triệu đấy. Mẹ nhớ chưa? Ngon nhỉ. Mẹ ăn còn thì con ăn chứ. Không, con biết mẹ phải ăn hết con này, không không thế thôi, không 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 mẹ ăn nữa. 5 triệu ấy. Rồi, cứ thế. Ăn hết không? Vâng. Cầm đấy. Hai thứ mẹ ăn. Thôi mẹ ăn, cứ ăn cái vòi á. Vòi ngon thế này không ăn, ăn cái gì? To thế. To thì ăn với đá mẹ. Đấy, con hỏi thật mẹ ăn con này bao giờ chưa? Chưa. Chưa giờ. Các bạn ơi, hấp đi nó dai hơn các bạn ạ. Nếu mà sống thì ăn nó vẻ kẻ không dai. Nó dai nhưng mà cắn nó đất cho cháu ạ. Nó giòn sần sật. Giòn sần sật. Ngon. Nó khác hẳn với lại da trâu các bạn nhé. Ừ. Ngon đúng không mẹ? Mẹ ăn mạnh lên. Mẹ phải ăn hết đấy. Không ăn hết là mẹ mất con 5 triệu đấy. Lần đầu tiên này mẹ nhìn thấy con ốc buồn cười nhỉ. Buồn cười. Buồn cười mẹ nhỉ. Ừ. Bây giờ mình sẽ bổ ra này ra nhá. Đấy các bạn này. Ui. Đời. Mẹ. Thái nữa đấy, mẹ. Đây mẹ ăn cả miếng cầm cái này ăn đấy. Ăn đầu này xem nó ngon không. Đấy còn... Mẹ chưa hết miếng này. Mẹ cứ ăn thêm miếng này đi, ăn thử miếng này vừa ăn cả hai miếng. Ăn cả hai miếng à? Ăn cả hai miếng. Ăn xem đầu này nó thế nào. Yeah. Đầu này không dai hả mẹ? Đầu này cho ngọt hơn. À ngọt hơn. Ngọt thảo. Đấy. Ui các bạn ơi, cái này giống đầu con gì các bạn nhỉ? Đầu thỏ nhỉ? Ui, các bạn nhìn này, rất giống đầu con gì các bạn ạ? Đấy, ui, buồn cười mẹ nhỉ? Sao lại có cái này đây nhỉ? Ngọt 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 lắm các cháu. Cái gì đây? Đấy, đây là giống cái mào gà các bạn nhá. Đấy các bạn ạ. Ui, có vẻ đầu này ngọt hơn phải không? Đấy. Nó đơn giản, mẹ ăn đơn giản. Đơn giản á? Ừ. Con cắn đi. Mẹ ăn đi. Con ngon lắm. Con thử thách mẹ đấy. Không ăn hết là mất con 5 triệu đấy. Ừ.
Ngọt đúng không? Không, mẹ ăn đi. Cho như này. Nó lạc lắm, đây mà nó ngọt. Ngon. Ngọt, ngon. Tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời. Đây, thế mẹ ăn cái quả này nhá. Có cái quả gì nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình thử bổ quả này ra xem nó bên trong có cái gì nhá. Các bạn nhá. À, bên trong nó chả có cái gì đâu. Đầu của nó. Đấy các bạn này. Yeah, bên trong này hạt là cái buồn cười lắm các bạn ạ. Đấy. Đầu. Hay đầu nhỉ. Ôi không biết mẹ. Mẹ phải ăn đi. Đấy. Cái này ngon nữa. Thực sự cái này nó ngon nhưng mẹ ăn hết, nhưng mà cái này nó ngon thôi, mẹ để bớt lại cho em Hậu em đưa rồi. Gì mẹ ăn lốt miếng này nhá. Lốt miếng này rồi nhá. Lốt miếng này. À. À, thật sự. Ngon không mẹ? Ngon đúng không? Đấy các bạn ơi. Thì hôm nay mình mua con ốc vải voi này cho mẹ mình thưởng thức thôi các bạn ạ. Đấy, mẹ ăn ngon đi. Ngon cháu ạ, ngon ngọt luôn. Đó. Thì các bạn ạ. Con này thì hôm nay mình cho mẹ mình thưởng thức cho nó biết thôi. Rồi. Bà ăn cũng hết nhưng mà thôi bà bớt lại để cho nó ngon, bớt lại cho con hai con sau nhá. Đây đấy. Thì clip của mình xin dừng lại đây các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Và chào tất cả các cháu nhá.